Hello, xin chào cả nhà đến kênh mình Liễu Nga. Thì bữa nay em mới học được một cái cách mà để mà khi mà cả nhà mua cái trái hủ quà cả nhà. Khi mà cả nhà mua hủ quà về mà cái cách của mấy cái chị nội trợ lúc trước là như thế này nha. Ví dụ như mấy chị nội trợ sẽ cắt đôi trái hủ quà ra như thế này. Cắt đôi ra như thế này. Hoặc là mấy chị nội trợ sẽ cắt đôi, sẽ đầu trái hủ quà như thế này để mình lấy cái hộp ra để mà nhồi thịt vô cái nhà. Nhưng mà bữa nay khi mà cả nhà để em làm thử cho mấy cái cách của mấy chị nội trợ xem đi, rồi em sẽ chỉ cho cả nhà thêm một cái cách mới mà nó sẽ làm cho cái trái hủ quà của mình nhồi thịt nó không có bị nứt ra mà nó ngon ăn cả nhà. Ví dụ như bây giờ cái trái hủ quà này cả nhà mua ngoài về, mấy cái cách thường gặp của mấy bạn nội trợ ở trong máy là như thế này. Thứ nhất là sẽ cắt trái hủ quà ra vậy, đúng không? Cắt làm hai vậy, mấy chị sẽ cắt ra như thế này và mấy chị sẽ lấy cái này, mấy chị sọt dưới đây chặn mà móc cái ruột ra. Ví dụ mấy để em làm mà thử mấy cách của cái mấy chị đã làm như thế đó nha. Ví dụ như vậy, mấy chị sẽ cắt sọt cái này ra, đặn móc cái ruột ra như thế này. Vì thì quá đơn giản vậy, rất là đơn giản, nhưng mà em có một cái cách rất là hiệu quả mà hay hơn nữa cả nhà ơi. Từ từ em sẽ chỉ cho cả nhà xem nha, để em làm thử cái cách của mà mấy cái bà nội trợ hay làm để cho cả nhà xem, rồi em hồi em sẽ chỉ cái cách mới. Là đây là mấy chị sẽ gọt như thế này, rồi mấy chị sẽ nhồi thịt vô. Nhưng mà như vậy thì cái chỗ này nó sẽ bị nứt ra, nó sẽ không có ngon cả nhà, không chỉ ngon. Hoặc nếu cách thứ hai là mấy chị nội trợ sẽ dùng cái trái hủ quà như thế này, phải không? Là mấy chị sẽ chẻ đôi ra như thế này, đôi như này ra, rồi chẻ đôi ra gì, chẻ đôi như thế này đó. Là cái kinh nghiệm của mấy cái chị nội trợ Hường hay gì chẻ lộn chẻ gì nữa chứ, chẻ gì chứ không có bị nứt chỗ này. Rồi cái lấy cái phần ruột kia như thế này, đúng không? Lấy phần ruột kia như thế này, rồi cả nhà nó mấy chị sẽ nhồi thịt ở đây. Rồi khi mà cái nhà hấp lên á, cái thịt nó sẽ lòi ra chân trong cái lỗ này, và nhìn cái miếng hủ quà, trái hủ quà rồi cái nhà nó sẽ không có được đẹp á. Nhớ này nè, khi mình hấp lên chín lên là trái hủ quà nó sẽ nứt kia như chị nè, đâu có ngon đâu. Rồi hôm nay em sẽ chỉ cho cái nhà một cách mới nha. Ví dụ như cái trái hủ quà gì mà cái nhà làm là nó sẽ nguyên từ đây đến đây luôn, nó không có bị nứt nha, mà nhồi thịt rất là ngon luôn nha. Như như vậy đi, cắt cái gì, phải không? Rồi sau đó là cái nhà sẽ cắt ra một khúc nhỏ vậy thôi đó, cắt ra một khúc nhỏ, tại vì cái trái này nó hơi nhỏ quá nè cái nhà. Cái nhà chỉ cần cắt ra một khúc nhỏ cái đầu này nè, rồi chỉ nhà thọc cái này vô. Cái trái này nó hơi dài nè, rồi cái nhà móc ruột ra, nè móc ruột ra nó đúng rồi nè, móc hết cái ruột ra luôn. Này thấy không, cái nhà sẽ móc hết ruột trong cái hũ quà này ra, nó rất dễ. Rồi cái nhà sẽ nhồi thịt vô cái lỗ này, để cái lỗ nhỏ này nè, mình nhồi thẳng vô trái trong đây luôn, là cái trái hủ quà của mình đem lên nấu đó, nó sẽ còn nguyên gì nè, rất là ngon luôn á. Nó sẽ không có bị nứt ra giống như trái này, nó dở. Nhiều khi cái trái gì nè, cái nhà dồn dưới đây, cái bắt đầu cái đầu này cái nhà nó lòi cái thịt nó xích ra ngoài mất tiêu luôn. Hoặc là cái này mở cái gì cái nó chẻ gì nè, đâu có ngon đâu. Mà khi mà cái nhà làm theo cách của em là như vậy, móc cái gì, móc hết cái ruột trong đây ra. Cả nhà không hết cái ruột trong đây đi, cái gì đó hết ruột trong đây ra, rồi cái bắt đầu cái nhà nhỏ thịt vô, và thịt vô thì cái trái qua mình hấp lên nó sẽ như thế này nè, nó còn nguyên xăng như thế này nó sẽ rất là ngon luôn. Cái bí quyết này là ở đời của em đi đám cưới thì mới học được, cái nhà kinh nghiệm của người xưa mới chỉ dạy đó, cái nhà kinh nghiệm của mấy bà người xưa mới chỉ đó, mới học được luôn.
luôn. Vì sẵn em lên đi em chia sẻ bí quyết cho cả nhà mà biết luôn đó nha. Nhiều cái bí quyết này nhiều người ít có biết đó mình cả nhà. Có chị có chừng được một người hoặc là hai người biết không à? Biết theo cách này hoặc là cách này chứ chưa có ai biết làm theo cách này luôn.